Chào em, thầy sẽ đi nhanh qua những cái bài tập kế tiếp. Thì như video trước thì thầy nói là thầy sẽ đi tiếp tục cái bài số 24 này. Thì bài số 24 này cũng đâu có gì khó đâu. Mấy em thấy là nhận diện ngay cái bài này, những cái đặc điểm mà mình cần phải chú ý ở cái bài này. Đầu tiên á, là thấy rằng cái mẫu này là x mũ 3. Cái mẫu là x mũ 3 mà ở trên này toàn là những cái thằng là x bậc nhất không à, sin x là tan x. Như vậy điều đó có nghĩa là cái mẫu là x mũ 3, mình học một cái biểu thức của chúng ta học á, đó, một cái biểu thức mà mình học ở đó là sin x chia x. Chúng ta chỉ học cái sin x chia x thôi, học cái sin x chia x. Như vậy á, mà thằng này là x mũ 3 thì chỉ có một cái kiểu, hai kiểu nó có thể xảy ra mà làm cho cái mẫu x mũ 3 mình có thể áp dụng được, đó là sin của x mũ 3 chia cho x mũ 3, thì lúc này mình mới áp dụng được cái kỹ thuật là giới hạn cái x dần tới không. Bài toán này là x giới hạn dần tới không. Và thêm một cái nữa, chỉ có trường hợp thứ hai á, là thằng x này nó vượt phân tích ra nhiều cái x và sin này á, là sin x. Như vậy là có thể là sin x mũ 3 nè. Có thể là sin x mũ 3, thằng tử này chỉ là sin x thôi, nhưng mà thằng bậc này là bậc mũ 3. Thì này là x nhân x nhân x thì chúng ta tách ra ba thằng. Hoặc là có hoặc là sin x, sin bình x chia cho x bình nhân với một cái sin 2x chia cho x gì đó. Chúng ta gom gom nhiều thằng lại. Các em hiểu không? Thì trên này thì chúng ta mới tách thằng x mũ 3 ra được. Cái dạng này chắc chắn không thể nào xảy ra được rồi. Trong biểu thức của chúng ta không có x mũ 3 như thầy đã nói ở những video trước á, là chúng ta rất là khó để mà có thể thay đổi được cái thằng x ở trong cái thằng sin này. Rất khó thay đổi ở bên trong cái sin đó. Vì thế lúc này chúng ta sẽ bắt đầu làm đây. Bài toán này thì mẫu thì mình không có tách được cái kiểu gì rồi. Chúng ta chỉ có tách tử ra rồi mẫu, tùy theo cái dạng của tử thì mẫu mình sẽ tách theo nó. Này tan x trừ sin x thì thấy sin x có nhân tử chung là sin x. Tan x đặt sin x ra còn 1 chia cos x. 1 chia cos x trừ đi 1 chia cho x mũ 3, chia x mũ 3. Thì lúc này thầy thấy là nó đã xuất hiện một thằng sin x rồi. Như vậy là thằng này nó có cái gì không? Tại vì thầy thấy là sin x chia x mũ 3 thì nó sẽ có là dạng gì vậy? Sin x chia x mũ 3 thì mình sẽ có là giới hạn. Trời ơi, chịu không nổi luôn á. Con này đi ra khác ngủ với con. Thôi, không chịu được. Khi x tiến tới 0, nó cứ lại đây nó ngồi hoài, nó bị ghẻ lở nhiều lắm. Sin x chia cho x. Này nè, thằng x qua này mình tách ra một thằng x, như vậy là mình còn thằng x bình. Thì lúc này thằng này ra mấy mấy em? Ra một. Còn này á, là một khi có x, mẫu là x bình. Lúc này chúng ta sẽ rút gọn này lại. Rút gọn thì chúng ta sẽ đặt mẫu trước chung cho thằng tử này thôi, là một trừ cho cos x chia cho gì, chia cos x. Một trừ cho cos x chia cos x mẫu trước chung. Mình còn x bình, thằng x 3 này mình tách ra một thằng x bình đây, một thằng x đây, hai này gom lại là một. Bây giờ thằng này nè, đáp án chúng ta sẽ thử, ngay từ ban đầu chúng ta phải thử cái đáp án của bài toán này là bao nhiêu. Ta sẽ nhập là tan x trừ cho sin x, coi cái bài toán này có đúng hay sai thôi, chia cho x mũ 3 coi có đáp án hay không, hay là đề sai. Ra là 0.5 đó, thì can 10 mũ trừ 6 đi, 10 mũ trừ 6, một số 10 mũ trừ 6 đi, thì can vào không, 10 trừ 6 này x mũ 3 nó rất gần. Thì can 10 mũ trừ 5, 10 trừ 6 nó rất là nhỏ, 10 mũ trừ 5 ra 0.5, đáp án là 1 phần 2, nó gần tiến tới 0.5 là 1 phần 2 nữa. Cho nên thằng này là 1, thì giới hạn của này phải ra nhiêu? Phải 1 phần 2, 1 nhưng 1 phần 2 nó mới ra đúng. Như vậy thầy phải thử tiếp 1 trừ cos của x. Nếu mà được á, tại sao thầy phải thử, lát thầy nói cho. X bình nhân cho cos của x ra 0.5 1 phần 2, giới hạn của này phải 1 phần 2. Bằng á, tức là nó thế 10 mũ trừ 5 vào á, thì ra 1 phần 2. Tại sao thầy phải thử? Tại vì thầy thử á, để thầy mạnh dạn thì tách cái thằng này ra dạng, tại ra ra một, tại thì mạnh dạn cho thằng này tách ra riêng là lim này nhân cho lim của thằng này. Tại vì chỉ có hai thằng hữu hạn mình mới có thể làm được đó thôi. Thằng này giới hạn của nó là một, thằng này thầy sẽ chứng minh nó có giới hạn là 1 phần 2. Thì ở trên này nó lại xuất hiện cái dạng là 1 trừ cos x, này là x bình, 1 trừ cos x thì mình ngon rồi. Giới hạn khi x tiến tới 0 của sin x chia x, sin x chia x nhân cho giới hạn khi x tiến tới 0
của thằng này là hai lần cos bình của x chia 2, chia cho x bình nhân cho cos x, sin bình chứ, sin bình x chia 2. Thằng cos x này thì đưa ra bên bên ngoài luôn, 1 chia cos x. Tại vì cos x ra mấy, giới hạn x tiến tới 0 của cos x là 1. Còn thằng này á, nó sẽ ra là 1 phần 2. Đó, thì lúc này mấy em biết làm rồi, biết làm rồi. Sin bình x chia 2 này nó thiếu gì? Nó thiếu x bình chia cho 4, nó thiếu chia cho 4 thì tử phi chia cho 4. 2 phần 4 là 1 phần 2. Thì thằng này giới hạn của nó là 0, còn này là 1 phần 2, này là 1, 1. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là 1 phần 2. Đó, đó là cái kiểu mà tan x trừ sin x đó. Cái kiểu mà thầy suy luận để thầy nói là cái thằng x mũ 3 này nó phải là cái gì nó mới được nha. Thằng x mũ 3 phải tách ra chứ không có để nguyên vậy mà chia xuống mà làm được. Bài số 25 thì đây mình thấy là tích tích của hai thằng 3 với 5 là 8. Rất là dễ để có thể nghĩ đến cái việc là biến đổi tích thành tổng. Biến đổi tích thành tổng trong cái bài toán này thì em làm tiếp đi nha. Thử làm đi. Còn có cái dạng nào mới thì nói thôi, chứ bây giờ bài tập quá nhiều thì chỉ có bỏ thời gian của em ra làm thôi. Chứ thầy quay nhiều quá mà có một vài dạng nó cứ quay đi quay lại hoài thì nó lại lại tốn thời gian. Ở đây là thấy là cos của pi chia 2 nhân cos x. Cos của pi chia 2 cos x phức tạp dữ ta. Cos của pi chia 2 nhân cho cos x hả? Chia sin bình x chia 2. Dạng này nó hay dữ. Cái x tiến tới 0 thì này tiến tới mấy mấy em? X0 thì cos 0 là mấy? Cos 0 là 1. Nhân cho pi chia 2 là mấy đây? Là pi chia 2. Như vậy là cos của 90 độ là mấy? Là 0 chia 0. Này 0 0. 0 chia 0. Như vậy cái bài toán này là nó bài này rất là hay ha. Bài này khá hay đấy chứ. Đây là một cái dạng vô định trong lượng giác. Vô định trong lượng giác mình sẽ chứng minh nó như thế nào đây. X bình x chia 2 mình có thể đưa dạng 1 trừ cos 1 trừ cos x cũng được. Tại vì 1 trừ cos x là 2 lần của 1 phần 2 của 1 trừ cos x. Tại vì 1 trừ cos x thì mình có thể đưa được dạng này, mình có thể từ này mình đưa ngược về 1 trừ cos x cũng được. Nhưng mà cái thằng trên này là mình xử lý nó làm sao đây nè. Chắc là mình phải đưa nó dạng sin thôi. Chúng ta chỉ có học về sin thôi. Sin cos thì đưa về dạng sin để coi cái giới hạn khi x tiến tới 0. Cos thì mình đưa dạng sin, sin thì bằng pi cos của là sin của pi chia 2 trừ cho thằng này, trừ cho pi chia 2 của cos x. Đưa về sin đó là pi chia 2 trừ cho thằng này. Chứ mình để cos thì sao mình làm? Hiểu không em? Để cos mình không có làm được. Sin bình của x chia 2. Sin bình x chia 2. Bây giờ mình tiếp tục nè. Nếu mà tử mình có sin đó thì mẫu mình chỉ cần biến đổi như em để cos như thế này rồi mà cos nằm ở trên tử đó. Khó. Khó để mình biến đổi ra dạng sin alpha chia cho alpha. Vì thế thầy mới đưa nó về dạng sin. Thì lúc này thầy sẽ biến đổi cái mẫu làm sao cho nó giống cái này. Mấy em hiểu không? Biến đổi cái mẫu làm sao cho giống cái này là alpha rồi thêm bớt gì vô đó. Thì thằng này á, thằng tử này á, khi x tiến tới 0 nè, thằng tử này á là sin của pi chia 2, thầy đặt pi chia 2 nhân tử chung. Thầy đặt pi chia 2 nhân tử chung, còn này là 1 trừ cos x. 1 trừ cos x lại xuất hiện 1 trừ cos x nữa, có cái dạng 1 trừ cos x này nó biến đổi hoài. Mẫu này á là sin bình x chia 2. Sin bình x chia 2, tại thầy biết 1 trừ cos x chắc chắn là sin bình x chia 2 cho nên á rất là có khả năng để biến ở bên trong cái dấu ngoặc vuông này thành bằng cái mẫu này. Hoặc là ông biến cái mẫu thành cái giống bên trong cái ngoặc vuông đó. Nó biến thành mẫu này của sin này là pi chia 2 trừ cos x thì sẽ là cái gì đây? Pi nhân cho gì? Pi nhân cho sin bình của x chia 2. Tại sao lại là pi đây? Tại sao lại là pi? Tại vì 1 trừ cos x là 2 lần sin bình x chia 2. 2 lần sin bình là 2 nhân cho 2 này, chia cho 2 này chém bỏ. Còn này là sin bình của x chia 2, giống chưa? Thiếu pi đúng không? Nhân pi vào. Vậy là mẫu mình nhân pi thì tử mình cũng nhân pi. Thì đây là giống cái nè.
thằng này giống y chang nè, giới hạn của này là một nè, thì đáp án chúng ta sẽ là bi, hiểu không? Này một nhân bi đáp án là bi. À, này thỏa mãn điều kiện là sin alpha chia alpha khi x tiến tới 0. À, thì nó sẽ tiến tới 1. À, được không? À, đó, bài số 26 rất là thú vị đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng theo cái quy luật đó chúng ta làm thôi. Code đứng ở trên tử thì mình không làm được, mình chỉ có thể chuyển dạng sin, mình biến đổi cái mẫu cái giống nó là thôi. Bài số 27 này. Tử đã có dạng sin rồi, nhưng mà mẫu là 1 trừ 2 cos x. À, mẫu là 1 trừ 2 cos x. Mẫu là 1 trừ 2 cos x, tử là sin 3x. Khi x tiến tới pi chia 3. X tiến tới pi chia 3 thì cos x tiến tới là cos x tiến tới x tiến tới pi chia 3 thì cos x tiến tới, để tắt cái này luôn. Thì cos x tiến tới 0. À, x tiến tới pi chia 3. À, thì cos x thì cái mẫu này tiến tới 0. À, cos x sẽ bằng cos của pi chia 3 là bằng 1 phần 2 nhân 2 ra 1, 1 trừ 1 ra 0, và sin của pi chia 3 là sin của sin 3 lần pi chia 3 là sin pi. Bài số 27 này phải xài một cái biến đổi gì thôi. À, chứ mình không 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 có nhìn đơn giản nó ra được vậy. Sin 3x thì dưới mẫu nó cần 3x. À, để coi đáp án của bài toán này. À, sin của 3x, sin 3x chia 1 trừ cho 2 cos một cái ấy, em bấm cos alpha nè, x x bấm 2 lần cái cho nó đóng ngoặc lại. À, khi x tiến tới pi chia 3 nhé, can của pi chia 3 nó em cứ nhập pi chia 3, nhưng mà pi chia 3 nữa em trừ 0,001 à, hoặc là cộng 0,01 để tiến tới gần, chứ em thấy pi chia 3 giờ là mass zero liền, tại vì cái mẫu nó bằng 0. Cho mình thấy cái số gần pi chia 3. À, thì là âm 1,73. 1,73 hả? Giống căn 3 vậy hả? À, căn 3. 1,7325 à, 25 nó khác chút xíu. 7325. Pi chia 3 cộng 0,001. Rất là giống. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cách để mình cho thằng này nó ra căn 3. À, giới hạn của này có thể là căn 3 đó. À, là sin của 3x nữa, 1 trừ cos 2 lần cos x. 1 trừ 2 cos x sin 3x với 1 trừ 2 cos x hả? Sin 3x là 3 sin x trừ 4 sin 3x. Ba sin x trừ 4 lần sin mũ 3x, đó là sin 3x. Mình triển khai nó ra, 1 trừ 2 cos x thì đang phân vân, 1 trừ 2 cos x là cái gì đây, mình sẽ xử lý nó làm sao đây. 1 trừ 2 lần cos x, 1 trừ 2 lần cos x, một thằng là sin 3x, một thằng là 1 trừ 2 cos x, và giới hạn khi x tiến tới pi chia 3. Bài toán này nó không có đơn giản. À, bài toán này mình không có áp dụng biến đổi đơn giản như thế này được. Tại sao vậy? Tại vì thằng này tiến tới pi chia 3, yêu cầu của chúng ta phải tiến tới x, phải tiến tới 0, mà này nó tiến tới pi chia 3. À, vì thế cho nên á, nếu mà áp dụng theo kiểu thông thường á, sin x chia x á, sin x chia x đó, khi mà x tiến tới pi chia 3 đó, đó không có bằng 1. Đó, hoàn toàn không có bằng 1. Không bằng 1. Nó cho nên đó, vấn đề của chúng ta làm sao phải đưa x này về 0 thôi. Làm sao phải là chuyển cái dạng giới hạn này về giới hạn 0 mình mới làm được. Đó, thì lúc này á mình sẽ đặt ẩn phụ. Đó, giống như thầy Dương Văn Đông hướng dẫn là đặt ẩn phụ. Đó là lý do tại sao phải đặt ẩn phụ ở bài này. Đó, chứ không phải là tự nhiên. À, không phải tự nhiên mà là có lý do cả. Đó, thì lúc này đặt cái gì? Mình sẽ đặt t sẽ là x trừ cho pi chia 3. À, x trừ cho pi chia 3, pi chia 3 chuyển giới qua thôi thì vế này còn không thôi. X trừ pi chia 3. Từ đây suy ra x tiến tới pi chia 3 thì t nó làm sao? Tiến tới 0. Đặt t là x trừ pi chia 3 thì x tiến tới pi chia 3 thì t tiến tới 0.
đúng không, ít tiếng nó bi chia ba thì tê tiếng nó bi chia ba trừ bi chia ba ra không, mình giới hạn thôi. Thằng này mình lim hai vế thôi, lim hai vế khi ít tiếng tới bi chia ba thì tê tiếng tới không, thế số vô thôi. Như vậy là lúc này mình sẽ suy ra ít, nhưng mình thế ít vào cái phương trình này, mình suy ra ít thì mình có ít bằng gì, ít là tê cộng cho bi chia ba. Thì mình thế vào đây, từ đây cái bài toán của chúng ta từ cái lim ít thì mình đã biến thành lim t. Từ cái bài toán ban đầu là lim ít tiến tới bi chia ba của sin 3x chia 1 trừ 2 cos x của sin 3x chia 1 trừ 2 cos x, thì mình đã đưa nó về dạng t, đó là bằng cái giới hạn cái ít tiến tới t của khi t tiến tới 0, t tiến tới 0 của thằng x này mình thay là t cộng bi chia 3 thì sẽ là sin của 3t cộng cho bi chia cho 1 trừ 2 lần cos của x cộng bi chia 3. Ủa của t chứ, t cộng bi chia 3. Đó, mình đưa dễ dạng đó. Bây giờ là sin của 3t cộng bi hơn kém nhau bi nè. Hơn kém nhau bi một cái đường tròn lượng giác như thế này. Sin nó ở vị trí này là mấy đây? Là không, hơn kém nhau bi á, là thêm một cái bi cộng thêm bi nữa thì nó đây. Bây giờ sin nó ở vị trí này là bao nhiêu đây, cộng thêm bi nữa thì nó đối đối xuống này. Như vậy á, sin thì bằng trừ sin nha. Khi mà hơn kém nhau bi thì sin bằng trừ sin. Ta đang xét cái cạnh này, thằng này nó chạy nửa vòng trái đất này, nó tới vị trí này, thì cái sin của nó trái dấu với nó. Thì mình vẽ trên lượng giác mình có thể lấy được cái điều đó. Cho nên á, thì nó sẽ bằng giới hạn cái t tiến tới 0 của trừ sin của 3t. Cộng thêm bi mà, cho nên trừ sin 3t chia 1 trừ 2 lần cos của t cộng bi chia 3. Giờ vấn đề kế tiếp á, là mình xử lý nè, cos t cộng bi chia 3 nè. Nha. Thực sự là ngay chỗ này mình phải biến đổi luôn cái thằng này ra, t cộng bi chia 3. Sin thì sin cos, cosin có thì cos cosin sin cộng trừ. Cho nên á, chỗ này thấy dấu trừ thì đưa ra ngoài luôn. Khi mà lim của x tiến tới 0 của sin 3t. Sin 3t này mình chưa làm gì nó cả, mình để đi để mình coi biến đổi cái thằng này nè, triển khai này ra có gì không. Đó thì rõ ràng là bài toán ta đã đưa về t tiến tới không rồi, t của chúng ta đã tiến tới không rồi thì đẹp. Đó, từ lúc đầu á, t nó không tiến tới không nên mình không có làm gì được hết, mình phải đưa nó dạng tiến tới không. Ban đầu là x tiến tới bi chia 3 nó, cho nên mình phải đổi 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 ẩn nó lại. Thì đổi ẩn thì nguyên toàn bộ phải về ẩn t hết, mấy em mà còn giữ được thằng x nào nữa em không có làm ra được nha. Thì lúc này á, đưa dấu trừ ra ngoài, thằng này á, là 1 trừ 2 lần cos t bi chia 3 là 1 trừ 2 cos thì cos cos sin sin cộng trừ nha, cos t nhân cos bi chia 3, cos t nhân cos bi chia 3 là mấy mấy em, cos bi chia 3 là 1 phần phần 2 cos 60 độ, cos 60 độ chết cha, cos 60 là căn 3 chia 2, ủa 1 phần 2 chứ lộn lộn lộn, thì nhìn lộn là sin, thì tưởng tượng lộn, cos cộng cos bằng cos thì cos cos sin sin biến cộng thành trừ sin sin của t nhân cho sin của gì, sin của bi chia 3 là căn 3 chia 2, tất cả đều có 2 cả, cho nên chỗ này là trừ giới hạn của lim khi t tiến đến 0 của sin 3t chia cho 1 nè, 2 nè, 2 2 bỏ nè, đổi vô thành trừ cos t cộng sin t, trừ cos t cộng sin t, trừ cos t cộng sin t. Thì lúc này á, nó đẹp lắm, bài toán này đẹp lắm. Lúc này mình áp dụng công thức của thằng này, cha 1 trừ cos t hả, 1 trừ cos t, 1 trừ cos t thì nó sẽ ra là sin của t chia 2, nó sẽ xuất hiện t của sin. Ok, được 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 được, khi t tiến tới 0 lúc này thì mình ngon rồi, sin 3t mình để luôn, mình không có triển khai gì ra cả. Lúc này nguyên biểu thức tử đều sin và mẫu đều sin cả thì ngon, tử đều có sin mẫu đều có sin cả rất là ngon. Ngon thì ngon kiểu nào em nhìn nè, là hai lần sin của t, sin bình của t chia 2 cộng sin t. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu mà t tiến tới không, rồi lần này thiếu gì, thiếu 3t mình chia cho 3t, thiếu 3t mình chia cho 3t, bánh mì 3t thì mình phải nhân cho 3t. Thằng tử này không đổi, thằng mẫu này thiếu gì, thằng này nè thiếu gì, thiếu t chia 2 tất cả bình,
Tiếu t chia 2 tất cả bằng thì mình sẽ nhân cho gì? Nhân cho t bình phương chia 4. À, nè, không? Thằng mẫu nè, nó thiếu t chia 2 tất cả bình. À, tại vì thằng này là bình phương ở đây. T chia 2 là thằng này. À, bình phương thì mình đưa hai này vô trong cùng một cái bình. À, thì ở trên tử này nó nhân cho mẫu chia cho t chia 2 thì tử phải nhân t chia 2 tất cả bình, t bình chia 4. Thằng này thiếu t thì tử nhân cho t. À, thì lúc này á, nó bằng cái trừ của giới hạn, à, không còn giới hạn nữa, bằng trừ thằng tử này ra gì, ra 3t, ra bánh mì 3t. Thằng này là một nè, bỏ đi một. Thằng này là gì, thằng này là một ở đây, một ở đây. À, còn hai nhân t bình phương chia 4 là gì đây? À, là 1/2 t bình chia 2. Và thằng này gì, là t, đúng không? Bao nhiêu mình thế t vào không, vào không thì mình chém bỏ này, mình còn này là gì, là t chia cho 2 cộng đi 1. À, t chia 2 cộng 1 thì đáp án là gì đây? 3. À, 3 nè, chia cho t chia 2 cộng 1, t là mấy, là không, t tiến tới không. Như vậy đáp án của ta là trừ 3. Chà, sao khác đáp án ta. À, mấy em có thấy khác đáp án không? À, mình kiểm tra lại, tại vì nãy thầy bấm á, nó ra khác, bấm ra căn 3. À, giờ mình coi tiếp thôi. À, thằng này thì thiếu cái căn 3 rồi, thì nhân vô mà thì thiếu căn 3 rồi. Sao thì ngu vậy ta, căn 3 đây. Ừ, thằng này thì thiếu căn 3 rồi. À, thì này là t căn 3, t căn 3. À, thằng này là 1/2, thằng này t là không thế vô, thằng này là mình còn căn 3, căn 3 này mình còn căn 3. Như vậy đáp án của thầy á, là 3 chia căn 3 trước đó dưới trừ, đó là trừ căn 3. Đáp án của chúng ta sẽ là trừ căn 3, giống như thầy bấm nè, trừ của căn 3 nè, thế bao nhiêu cũng ra trừ căn 3 cả. Ok không? À, như vậy là thầy làm đúng, trừ căn 3. Còn đáp án của thầy trên này là sai, 4 căn 3. Tại sao thầy viết sai? Thầy làm ra trừ căn 3 và máy tính thầy bấm cũng ra trừ căn 3, thì khẳng định ngay cái này sai rồi, quá nhiều chứng cứ rồi, chứng cứ toàn là chắc ăn không à. Tỷ lệ thầy sai á, cũng cao, nhưng mà tỷ lệ của thầy sai và cộng thêm cái máy tính cũng sai á, thì nó khá là thấp. À, đó, mấy em thấy là một cái bài toán này, nhìn lại nè, bài số 27 là sin 3x chia 1 trừ 2 cos x. Mấy em phải nhìn nhận ngay cái giới hạn khi mà ta tiến tới pi chia 3. Cái quan trọng mấu chốt là ở đây, những cái bài trên đó, từ bài 1 đến bài 26 x tiến tới 0 thì mình phải nhìn vào đây mình biến đổi. Còn bây giờ là nó tiến tới cái này thì mình phải đặt rồi mình mới biến đổi nha. Chỉ có đặt ẩn phụ để quy chuẩn nó về dạng ít một cái ẩn tiến tới 0 mới làm được, mới áp dụng được cái định lý mà mình đã học. Nó đó là cái mấu chốt của những cái bài kế tiếp, mà những cái bài mà nó không tiến tới không. Đây, bài số 28 thì thằng này nó tiến tới 2. À, thằng này nó tiến tới 2. À, thì mấy em đặt tương tự thôi, khi mà nó tiến tới 2 thì mấy em cũng phải đặt tương tự. À, đặt gì? Đặt t sẽ bằng x trừ đi 2. T x trừ 2 thì x tiến tới 2 thì t tiến tới tới 0, thì bài toán nó sẽ quay về cái dạng là giới hạn của t tiến tới 0. Quan trọng là cái này. À, mấu chốt là cái này nó phải tiến tới 0. Hiểu không? Tiến tới 0 của cái gì? Của 4 trừ cho x bình thì bằng gì? T cộng 2 trừ cho t cộng 2 tất cả bình. Và x chính là t cộng 2 và cos của pi nhân cho t cộng 2 phần phần 4 x pi nhân x pi nhân t cộng 2 phần 4. À, thì giờ mình sẽ rút gọn nó lại bằng cái giới hạn khi t tiến tới 0 của này là 4 trừ cho t bình cộng 4t cộng 4. À, gọi là trừ t bình trừ 4t trừ 4 cộng 4 mất. Mẫu này nó sẽ là cos của pi t chia 4, pi t chia 4 cộng cho pi nhân 2 chia 4 là pi chia 2, cộng pi chia 2 mình phân phối vô thì này là cộng pi chia 2 đúng không, hơn kém nhau pi. À, thì cos bằng sin, sin bằng trừ cos. À, hơn kém nhau pi chia 2 nè, cộng thêm pi nè. Ban đầu á, thằng này á, nó ở vị trí này, ở vị trí này với cos là này, mình đang xét tới cos thì nó cộng thêm pi chia 2 lần này nè, cộng thêm pi chia 2. À, thì cos bằng gì đây? À, cos bằng sin. À, ban đầu cos nó là ở cái khúc này, quay qua này thì cos là sin, là bằng cái khúc đó. À, thầy 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 vẽ nó hơi 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 nhỏ.
Nó hai khúc này nó bằng nhau. Khó chịu quá. Thì cos bằng cos sin bằng trừ sin. Khi mà mình biến đổi nè, bây giờ sin của này là đây nè. Sin của này là đây. Sin bằng cos, cos bằng trừ sin. Cos bằng trừ sin. Ban đầu góc này là đây. Cos là đây. Sin. Sin bằng cos, cos bằng trừ sin. Cộng pi chia 2 lần này. Thêm pi chia 2 là quay góc này. Thì góc này nó có gì? Có sin là chỗ này. Cos là cổ này. Như vậy là từ đây nè, cos của nó là khúc này. Nó sẽ biến thành sin, cos bằng sin. Sin nè. Sin thì bằng gì? Sin bằng trừ cos. Sin của thằng này lúc này là đây. Sin của này lúc này là đây. Khi quay 90 độ á, thì sin nó rớt xuống này. Như vậy là sin ban đầu dương. Thì nó sẽ là thành trừ cos. Sin bằng trừ cos và cos bằng bằng sin. Đó, thì cos này bằng bằng sin của ấy thì bằng cái giới hạn khi t tiến tới 0 của cos này thì bằng sin của pi t chia 4. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao để cho xuất hiện nhân tử pi t chia 4 thôi. Tử này là gì? Trừ t bình trừ 4t. Trừ t bình trừ 4t. T này tiến tới 0. Thì này 0 0 này cũng 0. Ở đây thì mình sẽ bằng cái giới hạn khi t tiến tới 0, mình xử lý thằng mẫu trước đi. Là sin của pi t chia 4 chia cho pi t phần 4. Thì mình sẽ nhân cho pi t phần 4 để mình làm cái mẫu không đổi. Thì mẫu lúc này nè, này là 1 nè, khỏi bàn tới nó nữa. Còn tử là trừ t bình trừ 4t. Thì lúc này mình bằng gì đây? T chém bỏ, t chém bỏ. Thằng này là t chém bỏ một thằng nữa. Thì đây mình sẽ ra là thằng này t tiến tới 0 thì này ra 0 nè. Thằng này là pi 4. Như vậy là nghịch đảo lên chia mà. Là 4 chia cho pi chia 4 này nhân lên là trừ 16 phần pi. Đáp án bài toán này là trừ 16 phần pi. 4 nhân lên 4, 4 16 chia cho pi, trừ 16 lần pi. Ở đây thì ta ra là 16 phần pi. Thì ai đúng ai sai lấy máy tính bấm cái quyết liền. Thấy khác đáp án lấy máy tính bấm. Nếu mà mình làm sai á, thì máy tính nó khác mình. Máy tính giống thầy Dương Nhân Đông. Mà giống thầy Dương Đông thì mình phải tìm ra cái chỗ sai của mình. Rất đơn giản. Bx chia 2 đóng ngoặc lại. Can một cái số gần tiến tới 0 nha. Tiến tới 2 chứ, 2,0001. Tại vì thầy đang nhập cái biểu thức này, biểu thức của gì? Của x. Cho nên thầy nhập y chang luôn, x tiến tới 2 chứ không có tiến tới 0. Ra là 4. Chỗ này sai nè, chỗ này chia cho 4 chứ phải chia cho 2 ha. Ra 5 phút mấy. Dương hả, dấu dương hả? Bây giờ mình coi lại coi. Dương hay âm? Không lẽ cos bằng trừ sin? Sin bằng cos, cos bằng trừ sin thì nhớ đúng rồi ta. Nên chỗ này phải là trừ sin mới đúng không? Sin bằng cos, cos bằng trừ sin. Bây giờ thầy thử máy tính nè. Hồi nãy là vẽ đường tròn nó hơi thầy hơi hơi bị rối ở cái đường tròn. Bây giờ thầy thử bấm cos của 2 đi. Tại vì đang ở radian số 2 rất là lớn nhá, một góc rất là lớn đó. Cos của 2 là ở đây. Bây giờ là thầy sẽ bấm cos của 2 cộng pi chia 2 để coi coi hai này nó cos của 2 với cos pi nó khác nè. Cos của 2 cộng pi chia 2. Bây giờ thầy sin của 2, thầy sin của số 2 thử. Sin của 2 có bằng không? Như vậy là cos bằng trừ sin. Cos của thằng này nè, cos của thằng này cộng thêm pi chia 2 á, thì nó bằng trừ sin. Như vậy chỗ này cos bằng trừ sin, sin bằng cos, cos bằng trừ sin. Đó là cái trong đầu thầy nhớ mà. Sin thì bằng cos, nhưng mà cos của nó thì bằng trừ sin. Thầy nhớ trong đầu thầy học hồi xưa học là vậy mà. Nhìn trên cái đường tròn này nó hơi bị rối. Hơi bị rối. Bây giờ vẽ vẽ là cái đường tròn coi thử nha. Ban đầu nó là cái góc này đi. Góc này đi. Là góc này. Bây giờ lên lên 90 độ, 90 độ thì nó sẽ cái góc này nó sẽ bằng cái góc này. Lên 90 độ là ở vị trí này.
lên 90 độ. Trời ơi, vẽ cái góc đặc biệt quá. À, thì vẽ lại cho mấy em coi, góc đừng có đặc biệt nha. Góc này gần 45 độ cho nên hai bên nó giống y chang nhau à. Thì vẽ lên trên này đi. Góc của thầy á, là cos nó này, sin nó đây. Bây giờ quay 90 độ á, thì nó sẽ được cái góc nè. Đó, cái góc này sẽ bằng góc này thôi. Góc nhỏ này nè. À, từ giờ nè. Sin của này ban đầu á, là vị trí này. Sin ban đầu là vị trí này. Sin của góc alpha này nè. Sin của góc alpha là vị trí này. Giờ kéo xuống này là rồi, bây giờ thì xét đang muốn xét cái góc nào à, hồi nãy thì lộn ở chỗ là thì xét cái góc nào đó, ta đang xét góc này chứ không phải xét góc này, ta đang xét cộng cho pi chia 2, cái này là alpha cộng pi chia 2 là cái góc này nè, cho nên nó sin của nó là vị trí này à, thì bằng so với góc alpha nè, này là alpha nè, này là alpha cộng pi chia 2 nè, mình đang muốn nói sin cos của góc alpha cộng pi chia 2 so với alpha, cho nên mình phải xét ngay cái thời điểm ban đầu là điểm này. Như vậy là sin của nó là đoạn này thì bằng cos nè, đúng rồi, dương nè. Bây giờ cos của nó là đây nè. Thì bằng gì? Bằng trừ sin cos âm mà sin dương. À, như vậy là sin bằng cos, cos bằng trừ sin. Như vậy là nãy thầy lẫn lộn giữa cái alpha là cái nào và alpha cộng pi chia 2 là cái nào, cho nên thầy đã bị sai à, ở cái bài này. À, đáp án của chúng ta sẽ là cộng 16 phần pi, lý do này dấu trừ trừ. À, ok ha. Cộng 16 phần pi. Và chắc chắn rồi, khi mà mấy em làm cho một cái đề thi đại học hay là một cái đề thi kiểm tra một tiết hay là thi học kỳ đó, thì chắc chắn em phải cầm cái máy tính và em thử là tất cả các bài mà em đã làm. Ừ. Chứ không phải là làm ra thấy khác đáp án thì mình mới lấy máy tính mà bấm. Tất cả những bài mà mình làm thì phải lấy máy tính bấm, tại vì thằng này nó có sẵn đáp án cho nên thầy mới làm xong để tiết kiệm thời gian bấm máy tính đó, rất là lâu á. Thì thầy coi đáp án của thầy có giống đáp án của người ta hay không, nếu mà giống á, thì thầy không cần phải xét tiếp, mà nếu mà khác á, thầy phải lấy cái máy tính này ra thầy thử lại như bài 28 thầy đã làm à, thì thấy đáp án thầy khác đáp án của thầy Dương Đông thì máy tính thử lại à, thì khẳng định máy tính á, là thầy sai, vì thế thầy phải kiểm tra lại bài làm của thầy. Còn khi mà ngồi ở trong phòng thi á, em làm gì có cái đáp án này đúng không, làm gì có đáp án, vì thế cho nên á, em chỉ có hai cái nguồn thôi, một là cái máy tính, và máy tính á, em phải bấm đúng, phải chắc chắn là mình bấm đúng. Và cái thứ hai á, là cái bài làm của em, nếu mà hai kết quả nó khác nhau thì em phải kiểm tra lại, một là bấm sai, cái kiểm tra đầu tiên là kiểm tra của mình có bấm sai không, đó là cái kiểm tra đơn giản và nhanh nhất, bấm sai thì sửa à, coi lại đáp án. Còn nếu mà bấm đúng rồi thì bài làm của mình bị sai, lúc đó mình đã biết mình bị sai mình sửa. Nhưng thầy nói khi mình làm toán xong á, là em biết chắc là em được bao nhiêu điểm rồi, tại vì ra đáp án đúng, coi như mình làm đúng mà. Tại sao vậy? Đáp án nó mạnh ở cái chỗ là có máy tính Casio, và thầy chỉ cho mấy em sử dụng máy tính Casio hết rồi, và có nguyên một chuyên đề Casio trung học phổ thông để giải những đề Casio quốc gia cũng như là vòng tỉnh của nhiều tỉnh, có hết à, cho nên việc sử dụng máy tính Casio không phải là vấn đề gì to tát cả. Nếu em biết tận dụng những cái kỹ thuật ở trong máy tính Casio à, những cái tính năng hay trong máy tính Casio và ứng dụng vô trong từng cái bài mà mình học đó. À, biết được cái điều đó thì quá hay. Bây giờ à, cái bài này khi ít tiến tới một thì mình sẽ đặt T thôi. Ít tiến tới một thì mình phải phải cho nó tiến về không thôi. Cho nên sẽ đặt T là ít trừ một. Ít trừ do này, ít trừ một. Thì cái bài toán ta sẽ là giới hạn của T tiến tới không của thằng cos này. À, ít này sẽ là T cộng 1, cos pi T cộng cộng pi cộng đi 1, và x này 1 trừ x chính là trừ t, 1 trừ x, x sẽ là t cộng 1 là trừ t, 1 trừ x sẽ là trừ t nha. Đó. Thì lúc này mình sẽ coi là cos của hơn kém nhau pi hơn kém nhau pi thì mình dễ thôi, hơn kém nhau pi thì cos bằng trừ cosin bằng trừ sin thôi. Nửa nửa dòng trái đất mà, nửa dòng trái đất này cộng thêm pi thì là cos bằng trừ cosin bằng trừ sin, cho nên lúc này sẽ là 1 trừ cos của pi t chia cho trừ t đúng không? Nè, thằng này sẽ là trừ cos của pi t trừ cos của pi t, thì mình đưa số 1 lên trước đi, 1 trừ cos pi t thì nó ngon rồi. Như vậy là từ cái bài số 26 mình, bài số 27 mình suy luận đó. Từ bài số 27 mình suy luận mình có thể giải quyết được hầu hết tất cả các bài tập kế tiếp rồi.
Đó là những bài mà khi ít không tiến tới không thì mình đã biết cách giải rồi. Để bình thường như này rất khó để mình làm, nhưng mà khi mình tắt tê một cái là mình quá ngon. Em thấy là dễ không? Dễ ha. Như vậy là bài 30 nè, em có thể tự làm được. À, bài 30 mấy em có thể đặt tê xong rồi mấy em sẽ làm ra rất là dễ dàng. Bài 31 cũng vậy, đặt tê cái làm ra dễ dàng. À, bài số 32, một cái dạng toán khi ít tiến tới vô cùng. Ít tiến tới vô cùng thì sin của 3 phần x này tiến tới cái gì? À, sin của 0 thì bằng 0. À, này là dạng không nhưng vô cùng nữa em. Bài số 32 là dạng không nhưng vô cùng. Để làm xong bài 32 thì nghỉ nha. À, mấy em nhìn ra được cái dạng không nhưng vô cùng giống thầy là hay lắm mà. Thằng này nè là tiến tới vô cùng. Còn thằng này nè, 3 phần x, 3 phần x là mấy? Khi x tiến tới vô cùng thì 3 phần x tiến tới 0. 3 phần x tiến tới 0 thì sin của 0 thì bằng bằng 0. Đây là dạng không nhân vô cùng, là một cái dạng mà vô định. À, mình gặp lại cái dạng vô định này rồi. À, thì xử lý bài toán này như thế nào? À, xử lý bài toán này là sao? À, lại là vấn đề khác nữa. À, bài toán của chúng ta không phải là nó gì à, lần này là ít tiến tới vô cùng. Em thấy là ít tiến tới vô cùng nó không phải là dạng ít tiến tới không, không phải dạng ít tiến tới không nữa. À, lúc này chúng ta đặt cái gì? À, đặt cái gì? À, đặt cái gì? À, chắc là phải đặt t là một chữ x quá. Tại sao vậy? À, thì lúc này khi mà giới hạn khi của này nè, giới hạn của t á, giới hạn của khi x tiến tới tới vô cùng, của một chữ x, là này là lim của t khi x tiến tới vô cùng này bằng mấy mấy em? Một chia không, tiến tới vô cùng ra là không. Vì thế khi x tiến tới vô cùng thì t tiến tới mấy? Khi x tiến tới vô cùng thì suy ra t tiến tới tới 0. Nếu mà tiến tới vô cùng thì mình sẽ đặt t là một chữ x, đúng không? Tiến tới vô cùng nhưng mà nó không chạm vô cùng thì t tiến số rất lớn. Khi x tiến tới vô cùng thì t tiến tới tới không. Mấy em nhìn vào cái biểu thức này mấy em cũng thấy được rồi. Nên cho nên cách đặt này cũng khá là hay, thì mới nghĩ ra rất là hay. T này mình sẽ đặt là một chữ x. À, quá đẹp. À, lúc này thì quá đẹp rồi. À, thì lúc này ta sẽ có giới hạn là t tiến tới không. Ra t tiến tới không rồi đúng không? À, ra cái dạng t tiến tới không thì x sẽ là 1 chia t. 1 chia t cộng đi 2 nhân cho sin của x là 1 chia t, tức là 1 chia x là t, sin của 3t. À, thì lúc này mình sẽ rút gọn lại t tiến tới không. À, thì này là 1 chia t là tiến tới gì? À, 1 chia t tiến tới vô cùng, mình phải khử cái dạng này. Khử dạng này thì đơn giản thôi, phân phối vô thôi. Dạng này là dạng vô cùng nè, không nhân vô cùng nè. Này là không nè, này là vô cùng nè. À, cho nên mình khử dạng vô cùng bằng cách phân phối vô. Khử dạng vô định đó, t tiến tới không, mình sẽ được là sin của 3t chia cho t cộng cho 2 lần sin của 3t. À, khi t tiến tới không thì sin của 3t này tiến tới không, này bỏ đi, này là tiến tới không rồi nha. Thằng này không có phải dạng vô định cho nên mình thế thẳng vô luôn, thì đáp án của thằng này là không. Bây giờ đáp án của này là mấy? Là 3 cộng 0 đó là 3. Bán của ta là 3. Thằng này sin 3t chia t, lấy cái thằng này lấy số 3 thôi, rút rút kinh nghiệm nãy giờ rồi. À, là mình nhân 3, 3 vào thì này tiến tới 1, 1 nhân 3 nhân 1 nghĩa là 3, 3 cộng 0 nghĩa là 3. Đáp án của chúng ta sẽ là 3. Mấy em thấy là dễ không? Dễ, tự suy luận thôi. Khi tiến tới vô cùng mình biết đặt là gì? À, thì đặt 1 chia t, x là 1 chia t hay là t là 1 chia x. Ngon. Em thấy ngon không? Hay không? Hay ha, bài số 32 rất là hay. Cực kỳ hay luôn. Thầy hay quá mà. À, những cái suy luận rất là bá đạo. À, dù hồi xưa thầy đã học rồi nhưng mà thầy không có nhớ gì hết. Chỉ có làm nhiều bài tập như thế này thôi. À, thì lúc đó mỗi bài tập và bài tập nó phải thuộc cái dạng là người khác chuẩn bị mà theo cái kiểu mà tăng dần như thế này. Ban đầu là dễ, sau đó là tăng lên một bậc, một bậc, một bậc thì nó quá tốt. Cũng may mắn là tìm được cái tập tài liệu của thầy Dương Nhân Đông rồi. Thôi thì dừng ở đây nha, chào các em.